Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Game TV. Samsung Galaxy A50 là một sản phẩm tầm trung cực kỳ hot của Samsung trong năm nay. Và tất nhiên, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh chiếc Samsung Galaxy A50 này với một chiếc máy. Và đó chính là iPhone. Không phải iPhone là video trước rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh chiếc Samsung Galaxy A50 với một thiết bị Android cùng tầm giá nhưng mà là của năm ngoái. Đó chính là chiếc Pocophone F1. Và hiện tại cả hai sản phẩm này thì mình có tham khảo được tại chợ đồng cửa hàng của Xiaonet và mức giá của nó đang là rơi khoảng tầm 7 triệu hơn. Và nếu anh em nào quan tâm tới cả hai sản phẩm này thì anh em có thể truy cập ngay vào website của xiaonet.com.vn và đường link thì mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới nhá. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tới cái bài so sánh giữa hai thiết bị này, bởi vì là mình thấy rằng đã có rất là nhiều anh em băn khoăn tầm 7 triệu thì chúng ta nên mua máy nào, classic của năm ngoái hay là tầm trung của năm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về phần thiết kế thì A50, cái phần thiết kế thì nó lại nhỉnh hơn là chiếc Pocophone F1. Tại vì là Pocophone F1, cái phần thiết kế nó không phải là một trong những phần nổi bật. Mà Samsung thì cái dòng A năm nay thì họ lại hướng tới những người trẻ. Thế nên là chúng ta sẽ có một cái thiết bị nó mỏng hơn, cầm đã tay hơn. Và đó chính là chiếc Samsung Galaxy A50. Còn đối với lại chiếc Pocophone F1 ấy, thì cái thiết kế của nó không có quá là nhiều đột phá. Tại vì là về cơ bản là cái thiết kế này chúng ta đã quá quen thuộc với lại các smartphone của năm ngoái rồi. Và có một cái điểm nữa mình muốn lưu ý cho anh em, đó chính là khi mà sử dụng cái Pocophone F1 này, anh em không bảo vệ, không dùng bao, không có bất kỳ một cái biện pháp nào, thì qua thời gian nó sẽ có một vài cái vết xước răm, mà không phải một vài đâu, rất là nhiều vết xước răm. Đó, anh em thấy không, cái mặt lưng của nó sẽ như này đó. Tuy nhiên có một cái mà mình muốn khen ngợi hai cái máy này, đó chính là chúng sẽ được trang bị cổng USB Type-C và jack cắm tay ngay 3.5mm. Với cổng USB Type-C thì chúng ta sẽ có sạc nhanh, và đặc biệt là Pocophone F1 nó sẽ được hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Còn với cổng jack cắm tay ngay 3.5 thì có lẽ anh em cũng đã biết rồi, đây thực sự là một trong những cái mà mình thấy rằng là rất là hữu ích. Mặc dù là bây giờ các hãng họ đang dần như là loại bỏ cái cổng tay ngay 3.5 này và chuyển hết sang gọi là kết nối không dây rồi. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói đó chính là về phần màn hình. Thì màn hình của cả hai chiếc máy này đều được trang bị màn hình với một cái độ phân giải là Full HD cộng. Tuy nhiên thì màn hình của Samsung sẽ có kích thước là lớn hơn một chút thôi, 6.4 inch so với lại 6.2 inch như là ở trên chiếc Pocophone F1. Và hơn thế nữa, đó chính là cái tỷ lệ body to ratio của chiếc Samsung Galaxy A50 nó cũng lớn hơn là chiếc Pocophone F1 với 85% so với lại 82% như là ở trên chiếc Pocophone F1. Vậy thì hà cớ nó lại làm sao nó lại to hơn như thế? Thì tại vì là chiếc Samsung Galaxy A50 ấy, thì cái thiết kế của nó sẽ là màn hình Infinity U, vô cực U. Còn chiếc Pocophone F1 thì cái thiết kế màn hình của nó sẽ là màn hình tay thỏ. Và đó chính là lý do tại sao cái body to ratio của Samsung cũng như là kích thước màn hình của Samsung nó lại lớn hơn một chút so với lại chiếc Pocophone F1. Và cũng vì là hai cái máy này có độ phân giải màn hình là Full HD cộng, thế nên là nó hiển thị rất là tốt, rất là sắc nét. Thế nhưng có một cái điểm mà Samsung họ sẽ có lợi hơn, bởi vì là A50 nó là con của nhà Samsung, thế nên là Samsung Galaxy A50 sẽ được trang bị cái tấm nền là Super AMOLED. Còn đối với lại Pocophone F1 thì nó chỉ được trang bị tấm nền là IPS mà thôi. Và đối với lại cái tấm nền AMOLED này thì những cái màu sắc khi mà chúng ta chơi game, khi mà chúng ta xem phim thì những cái màu sắc đó nó sẽ nổi bật hơn, nó sẽ nịnh mắt hơn và nó sẽ rực rỡ hơn như là ở trên IPS. Thế nhưng anh em cũng đừng lo lắng, bởi vì là cái màn hình của chiếc Pocophone F1 thì nó vẫn rất là tốt, đặc biệt là cho các anh em nào là game thủ, nếu như mà anh em có quan tâm đến cái chất lượng màn hình của chiếc Pocophone F1. Và nói đến game thủ là chúng ta sẽ phải nói một thứ không thể thiếu, đó chính là gì ạ? Đúng rồi, đó chính là hiệu năng cũng như là cấu hình. Và cấu hình của chiếc Pocophone F1 thực sự là một trong những cái lợi thế vô cùng lớn của chiếc máy này. Khi mà nó được trang bị con chip là Snapdragon 845, đây là con chip của các flagship. Và vì sao? Bởi vì là Pocophone F1 là flagship killer mà. Đó. Và cái con chip này thì đã được xuất hiện trên rất là nhiều flagship của năm ngoái, ví dụ như là chiếc Samsung Galaxy Note 9 này, chúng ta có Mate 20 Pro này, rất là nhiều. Và ở đây chúng ta đang có một thiết bị chạy con chip Snapdragon 845 với mức giá là 7 triệu. Và với con chip này thì anh em yên tâm là chúng ta có thể chiến được mọi tựa game, PUBG cũng có, Liên Quân Mobile cũng có, nói chung là tất cả mọi tựa game anh em không phải lo. Và với cái con chip là Snapdragon thì tất nhiên là nó cũng sẽ tối ưu hóa tốt hơn là cái con chip là Exynos 9610 như là trên Samsung Galaxy A50. Và hơn nữa là với một cái dung lượng RAM lớn hơn là 8GB so với lại 6GB như ở trên chiếc Samsung Galaxy A50, thì với những cái trang bị như vậy, Snapdragon 845, 8GB ở trên Pocophone F1 thì rõ ràng đây sẽ là một cái đối thủ cực kỳ là sừng sỏ, cực kỳ lớn của các thiết bị smartphone tầm trung. Nói chung không chỉ là chiếc Samsung Galaxy A50, và rõ ràng là nếu như mà để mà so sánh cái hiệu năng của chiếc A50 với lại chiếc Pocophone F1 thì rõ ràng là chiếc Pocophone F1 nó sẽ đập bẹp được cái Samsung Galaxy A50. Dâm ba thằng A50, mày nghĩ mày là ai hả? Tao đây này, Snapdragon 845 đây này. Khác biệt với nhau về cấu hình, khác biệt với nhau về những cái trang bị như vậy, thế nhưng cả hai chiếc máy này thì đều được trang bị một viên pin có thể nói rằng tương đối lớn. Tại vì là mình thấy rằng bây giờ các hãng điện thoại họ làm pin rất là lớn, toàn 4.000, 5.000 mAh. Và tất nhiên là Pocophone F1 và A50
đều sử dụng lượng pin lên tới là 4.000 mAh. Thế nên là nếu anh em nào còn băn khoăn về cái thời gian sử dụng pin của cả hai chiếc máy này, anh em hoàn toàn yên tâm, bởi vì là qua quá trình mà mình sử dụng cả hai chiếc máy này thì rõ ràng là nó có thể là trụ được khoảng một ngày tới hơn một ngày. Cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó chính là về phần chụp ảnh, về phần camera trên cả hai chiếc máy này. Thì rõ ràng là trong những năm gần đây thì các điện thoại của Xiaomi, ví dụ như là Xiaomi Mi Mix 2S này, Xiaomi Mi Mix 3 này và đây là Pocophone S1, thì tất cả những cái sản phẩm này thì đều đã được cải tiến cũng như là được nâng cấp về cái phần camera. Và bản thân mình trong cái quá trình mà mình trải nghiệm chiếc Pocophone S1 ấy, thì mình cũng thấy rằng là cái hình ảnh của chiếc Pocophone S1 mang lại thì rất là nét này, cũng như là cái màu sắc của nó thì không bị đẩy lên quá này, và chúng ta vẫn có thể là chỉnh sửa sau khi mà chúng ta chụp ảnh này. Và đặc biệt là cái độ xóa phông của nó cũng khá là tốt, xóa phông tương đối mịn. Và nếu anh em nào mà vẫn còn băn khoăn về cái camera trên chiếc Pocophone S1 thì anh em mời anh em quay trở lại cái video mà mình đã đánh giá chi tiết về chiếc Pocophone S1 nhé. Tuy nhiên mình nghĩ rằng là nếu anh chị em nào mà thích chụp ảnh ấy, thì A50 nó sẽ là một cái lựa chọn phù hợp hơn. Tại vì sao? Bởi vì là cái màu ảnh của A50 nó lên nó khá là lựng mắt. Và hơn thế nữa thì Samsung năm nay họ đã trang bị cho chiếc Samsung Galaxy A50 có một cái gọi là camera góc siêu rộng. Và anh em có thể thấy đây, đây chính là bức ảnh góc bình thường, còn đây chính là bức ảnh ở góc siêu rộng. Anh em thấy là rộng hơn cả hang động luôn, quá tuyệt vời. Và một trong những cái mà mình cực kỳ ấn tượng với chiếc Samsung Galaxy A50 đó chính là về cái khả năng chống rung của chiếc máy này. Thực sự là mình không thể tin được rằng là một cái điện thoại tầm trung nó lại có cái khả năng chống rung tốt đến như thế. Và nếu anh em nào không tin ấy, thì anh em có thể xem cái video mình đã quay được ở đây bằng chiếc Samsung Galaxy A50. Mày nghĩ mày ngon hơn tao không? Mày nghĩ camera ngon hơn tao? Mày nghĩ chụp đẹp hơn tao không? Có cái gì nhá? Và một cái nữa mình thấy cũng rất là quan trọng mà trong cái bài đánh giá chi tiết về Samsung Galaxy A50 có rất là nhiều anh em nói với mình rằng là cái quan trọng nhất thì lại không nói. Đó chính là gì? Đó chính là cái bảo mật, đó chính là cái vân tay trong màn hình của chiếc Samsung Galaxy A50. Và nhân tiện đây thì mình cũng muốn chia sẻ luôn với anh em về cái bảo mật của cả hai chiếc máy này. Thì qua rất là nhiều ngày mình trải nghiệm vân tay bên trong màn hình của A50 và vân tay một chạm ở Pocophone S1 thì mình vẫn thích cái vân tay một chạm ở Pocophone S1 hơn. Tại vì sao? Tại vì nó nhanh hơn và nó tiện hơn. Và qua cái quá trình mà mình sử dụng vân tay bên trong màn hình của A50 ấy, thì nó vẫn rất là chậm và mình chưa thể nào làm quen được với lại cái vân tay trong màn hình của chiếc Samsung Galaxy A50. Thì tốt nhất là mấy ông nên chuyển cái vân tay đấy ra mặt lưng hoặc là sang bên cạnh cho nó nhanh, bởi vì là dù sao chăng nữa cái vân tay bên trong màn hình nghe nó có vẻ rất là cool ngầu, nhưng mà đến khi mà chúng ta trải nghiệm thực tế thì nó rất là tệ và mình thực sự không thích cái đấy một tí nào. Còn về nhận diện khuôn mặt ở trên chiếc Pocophone S1 thì thực sự là cái tốc độ của nó rất là nhanh. Đây, mình có thể show cho anh em thêm một lần nữa. Đó, mình mới chỉ đưa máy lên thôi, chưa kịp làm gì mà nó đã mở lên rồi. Đây, anh em thấy không? Đó, quá là nhanh. Và đặc biệt là trong cái điều kiện thiếu sáng thì cái nhận diện khuôn mặt của chiếc Pocophone S1 nó cũng rất là nhanh và nó hơn hẳn so với lại cái nhận diện khuôn mặt ở trên chiếc Samsung Galaxy A50. Rồi thì quay trở lại với cái câu hỏi ban đầu chúng ta, với tầm giá 7 triệu chúng ta nên chọn chiếc máy nào? Thì có một điều mà anh em không biết, đó chính là đây, chiếc Samsung Galaxy A70 chứ không phải là A50. Thiết kế của nó quá giống nhau và đây mới chính là chiếc Samsung Galaxy A50 đó. Vậy thì quay trở lại với câu hỏi chúng ta thì mình nghĩ rằng là nếu anh em là một người thích chơi game, anh em cần có một chiếc máy có một cái dung lượng pin khỏe này, có một cái trang bị tốt, có một cái hiệu năng tốt thì anh em nên chọn chiếc Pocophone S1, bởi vì là Snapdragon 845, 8GB RAM thực sự là nó vẫn còn rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Còn nếu như anh chị em nào mà là một người thích chụp ảnh cũng như là một người thích một cái thiết kế nó trẻ trung thì anh em nên chọn chiếc Samsung Galaxy A50. Và đó là ý kiến của mình, và tất nhiên là cái lựa chọn cuối cùng vẫn là ở anh em chọn chiếc máy nào, anh em chọn chiếc Pocophone S1 hay là chiếc Samsung Galaxy A50 thì hãy comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên là hiện tại cả hai chiếc máy này đều đang được bán tại chuỗi thống cửa hàng của Xiaomi với mức giá dao động vào tầm khoảng 6.9 triệu cho đến 7 triệu. Và nếu anh em nào quan tâm thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới thống cửa hàng của Xiaomi để anh em có thể tham khảo thêm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau. Comment bên dưới nhá, đừng có comment iPhone ấy, khổ quá hôm trước. So sánh iPhone 7 với lại A50 thì mấy bố lại cứ chọn iPhone 6S Plus. Đây là Pocophone. Ôi, anh ơi, anh ơi, anh ơi.